Chào các bạn. Trong video tiếp theo này thì tôi hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta cài cái template. Template có thể gọi nôm na là một cái giao diện. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy cái giao diện này là giao diện chuẩn, giao diện mặc định của WordPress. Do đó nó không đẹp lắm. Vì vậy mà chúng ta muốn thay đổi một cái giao diện mà tương đối ưng ý. Thì với những cái giao diện này thì chúng ta có thể mua hoặc là chúng ta tìm những trên mạng có những cái giao diện miễn phí. Riêng tôi thì tôi sử dụng cái giao diện chúng tôi đã mua. Chúng ta có thể vào đây chúng ta xem. Thì trong cái phần để tìm các cái giao diện mà yêu thích thì các bạn có thể vào trong website đầu tư tại nhà, thì ở đây chúng tôi có giới thiệu một số giao diện khá là đẹp. Chúng ta vào trong phần cái thằng thêm. Giờ trong cái phần thêm này chúng ta chọn là ví dụ như 10 website nên mua thêm, ví dụ như vậy. Chúng ta chọn vào đây thì chúng ta có thể tham khảo 10 website mà người ta đã thiết kế cái theme rất là đẹp, thì các bạn có thể tham khảo và mua ở đây sử dụng. Riêng tôi thì tôi đã sử dụng cái theme của cái website gọi là theme Zenki, thì chúng ta có thể vào trong phần xem theme Zenki ở đây. Trong phần theme Zenki này thì chúng ta có thể xem tất cả các theme ở đây nó được giới thiệu trong cái mục này. Trong cái phần mục thêm này có hướng dẫn, có giới thiệu các cái thêm đẹp để phục vụ cho các cái mục đích khác nhau của mình. Thí dụ như bạn muốn làm một cái website WordPress mà chuyên mục của nó là nói về cái tạp chí, hoặc là một website nói về video chẳng hạn, thì chúng ta có thể chọn trong những cái thêm ở đây để chúng ta cài vào trong cái WordPress của mình cho nó đẹp. Ví dụ như giờ chúng tôi muốn tạo một cái theme về video, thì chúng tôi có thể là mua ở cái theme gọi là Video Z chẳng hạn. Cái này là chúng ta sẽ tập trung, sẽ post những cái video hướng dẫn hoặc là cái mẹo vặt chẳng hạn, vân vân. Thì thí dụ như tôi chọn cái theme này là video đây, chúng ta có thể xem cái demo này. Thì với cái theme demo này chúng ta thấy đây chúng ta chuyên môn làm về các cái video đó. Thì đây có những video giới thiệu rất là đẹp, chúng ta chọn cái theme này. Hoặc là bạn vẫn chưa nghĩ và hoặc mục tiêu của bạn là chọn những cái video về cái lĩnh vực khác, thì các bạn có thể lựa chọn các cái theme mà nó phù hợp với cái công việc của mình. Ví dụ như chúng ta xuống đây chúng ta tìm hiểu cái nó. Ví dụ như tôi muốn chọn cái theme này. Cái theme này là cái theme ở đây là cái tên của theme này là cái theme Forester chẳng hạn. Đây. Đó. Chúng tôi thấy mình chúng ta làm một cái website chuyên về các cái bài viết về báo chí chẳng hạn, tập hợp các cái bài báo hay chẳng hạn, thì chúng ta chọn là cái theme Forester chẳng hạn. Đây thì có rất nhiều phiên theme như chúng ta lựa chọn. Thì cái theme đây là theme Forester, nó như thế này, khá là đẹp, khá là đẹp. Thì bây giờ như vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách thử cài cái theme Forester này như thế nào. Quay trở lại với trong cái bảng quản lý thông tin, thì chúng ta sẽ cài cái theme Forester vào trong cái giao diện chúng ta hiện giờ, cái giao diện website gọi là taxi này, nó như thế này, nó đơn điệu. Bây giờ chúng ta sẽ cài cái theme đó, ta cài cài thêm cái theme Forester này. Đây chúng ta vào trong bảng thông tin, chúng ta chọn vào đây, thì ở đây nó có cái phần giao diện, chúng ta chọn giao diện và chúng ta chọn dọn giao diện. Trong phần giao diện này thì ở đây nó có những cái theme mặc định này rồi. Hiện giờ cái theme mặc định nó đang sử dụng là đây, hiện giờ đây cái theme mà chúng ta xem nó ở đây là đây là nó là theme, nó là theme như thế này. Bây giờ chúng ta muốn thêm cái theme mới là như cái theme Forester nãy vậy, chúng ta chọn vào, thứ nhất là chúng ta chọn vào theme mới ở đây, hoặc là chúng ta chọn vào dấu cộng này cũng được. Nhưng tôi hướng dẫn anh chị cầm cài đến đây cho dễ ha, thêm mới. Rồi, sau khi chúng ta chọn vào thêm mới thì ở đây nó có những cái thêm mà nó giới thiệu miễn phí ở đây, chúng ta có thể sử dụng tùy theo mục đích của mình, anh chị có thể cài. Còn tôi thì tôi đã có mua cái thêm của Zenki rồi, thì tôi tải lên. Chúng ta chọn cái file thêm.
Đó. Này thêm định kỳ thì tôi đã chọn cái theme này là tôi chọn cái theme là Forester. Đó, theme này là Forester. Và sau đó chúng ta bấm cài đặt. Ở chỗ này thì nó đang chạy, nó upload lên. Sau khi upload xong thì nó sẽ xuất hiện cái bảng gọi là kích hoạt theme. Đây, kích hoạt theme. Mình bấm chữ kích hoạt theme. Lúc này cái phim Forester đã được cài vào trong cái website gọi là taxi của mình rồi. Thì bây giờ chúng ta trở ra website gọi là taxi này. Chúng ta chọn, chúng ta bấm F5. Đây, như vậy thì cái theme Forester đã được cài lên trên cái website là taxi của chúng mình. Thì bây giờ để cho đơn giản và nhanh hơn thì tôi giới thiệu cho các bạn cái cách mà chúng tôi đã cài được trên website. Ví dụ như chúng tôi đã cài trên website là câu lạc bộ triệu phú, thì đây là nội dung và đây là cái giao diện mà chúng tôi đã cài cái theme Forester. Như vậy thì với cái theme Forester mà các bạn đã mua, các bạn có thể cài vào đây, giao diện nó sẽ rất là đẹp. Ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh các theme. Thì riêng cái phần video này tôi sẽ chỉ giới thiệu về cài theme thôi. Còn những cái tính năng khác thì tôi sẽ xin giới thiệu cho các bạn ở các video sau. Xin chào các bạn.